Chào tất cả các anh chị, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn của anh chị cái cách mình tập bấm hộp âm chặn một cách đơn giản mà dễ tập mà hiệu quả nhất các bạn. Thì trong cái quá trình mình tập định chơi đàn thì nó sẽ có những cái bước ngoặt. Mình vượt qua được những bước ngoặt đó thì mình sẽ chơi đàn được. Ví dụ như bước đầu mình mới học đàn thì các bạn muốn biết gì nốt nhạc thì tập những cái nốt nhạc, đọc tên được cái nốt nhạc trên sheet nhạc. Rồi mình biết được cái vị trí nốt nhạc nó nằm ở đâu trên cần đàn, mình bấm vô. Mình đánh vô thì mình bập bẹ, mình đánh được những cái giai điệu các bạn, mình nghe cũng sướng rồi. Rồi sau đó giờ mình muốn điểm hát thì mình tập bấm như hộp âm. Lúc đầu thì bấm như hộp đầu cần la thứ, rê thứ, son trưởng, đô trưởng đó ha, mi bảy đó. Rồi khi bấm được rồi thì hộp âm được rồi thì mình tập bấm thì mình chập chuyển đánh điệu rồi chuyển từ hộp âm này qua hộp kia. Còn cái bước ngoặt ra cũng khó lắm, mà nhiều bạn nản thì sẽ bỏ nữa chừng á. Tức là chuyển hộp âm cũng hơi khó đó. Rồi nhịp rồi nữa, nói chung là có những cái bước ngoặt mình phải vượt qua. Rồi đến lúc mình chơi đàn những hộp âm đầu cần được rồi, nếu mà mình bằng lòng những hộp âm đầu cần để mình có, mình nói là có cabo không cần chơi những hộp âm chặn ở trong này thì cũng không được nha các bạn. Muốn chơi đàn tiến bộ phải tập bấm những hộp âm chặn. Thì cái hộp âm chặn nó cũng, nếu mà các bạn mình thấy mình tưởng khó bấm, thật ra rất là dễ, mà mình tập đúng phương pháp là rất là dễ. Các bạn lúc đầu thì tập những hộp âm đầu cần cho quen à, rồi hôm nay tự không có ok rồi đầu tập bấm hộp âm chặn. Rồi hộp âm chặn hôm nay mình chia sẻ bằng hai cái thế hộp âm chặn thế thứ ha. Thì ở từ cái O1, O2, O3, O4, O5. Ở đầu cầu mình thấy la thứ nè bạn. Ở đây cũng có la thứ. Đó, mà sao mình bấm được vậy? Cái cách giờ mình chia sẻ cái tập rất là dễ. Đầu tiên ngón màng ngón 1 nha bạn, ngón 2, ngón 3, ngón 4, còn dây đàn mình là dây 1. Dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, dây 6. Thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Đó, ngón số 1 mình bấm vô dây 1. Bấm đây bạn. Bấm cho kêu. Rồi, kêu rồi các bạn, mình bấm 2 giây. 2, 1, 2, 1. Kêu. Bấm tiếp 3 giây. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ha. Rồi, bắt đầu cái ngón số 3 mình bấm lên dây số 4 nè. 4, 3, 2, 1. Kêu nha. Các bạn phối hợp tay phải và tay trái. Lúc mình không đờn thì mình buông lỏng ra, thả lỏng ra bấm hờ thôi. Chứ lúc nào bấm cứng nhắc vô thì lát nó mỏi tay không bấm. Lúc mình đờn vô nó sẽ không kêu. Buông ra bắt đầu bấm vô nè. 4, 3, 2, 1. Kêu rồi ha. Bắt đầu cái ngón số 3 mình di chuyển, mình chuyển lên dây 5. Ngón số 4 là ngón út nè, bấm vô dây 4. 5, 4, 3, 2, 1. Không bấm nữa thì nó không đờn nữa thì buông ra. Chứ không phải lúc nào cũng ôm cứng vô thì nó rất là mỏi tay cho bạn. Bắt đầu thử mình test coi mình kêu hết 5 giây chưa. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kêu hết rồi ha. Rồi bắt đầu mình cái ngón số 1 mình chồm lên bấm xuống luôn. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quên chùm. Kêu ha. Lên. Lúc mình không chơi, không đánh tay phải, mình không đánh vô đàn thì mình tay trái mình cũng buông lỏng ra ôm hờ thôi. Chứ bạn ôm cứng vô vậy nó mỏi tay, và khi mình đánh vô thì nó lại không kêu. Rồi lúc mà mình đánh thì cùng lúc tay trái mình bấm vô dây đàn, tay phải mình đánh vô đàn ha. Kiểm tra lại 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kêu hết rồi đó ha. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là cái hộp âm la thứ, nhưng mà nó thuộc vị thế mi thứ đầu cần. Đầu cần bạn có mi thứ nè, đúng không? Nếu mà không có ngựa thì bạn phải bấm xuống ở đây và hai ngón này như thế này, đúng không các bạn? Đó nè, thế mi thứ nè. Nhưng mà có ngựa mình bấm về cho tiện đó. Mình thì mình ngầm hiểu, mình tưởng tượng là con ngựa nó là cái con tỏ mình nè, đó mình chặn bấm chặn và đây mi thứ. Rồi mi và fa son la, đây là thứ hợp âm la thứ của thế mi thứ đầu cần. Rồi mình nói lại này nha, cách bấm hợp mình chinh phục cái hợp âm la thứ chặn ở ngang năm. Mình sẽ chơi những bài nhạc bốc lửa, những bài nhạc dứt, những bài mang tính cách bốp róc, nói chung là những nhạc sung. Mình phải chơi hợp âm chặn các bạn, không thể mà đánh ở ngoài nó lèn sèn không có hay.
vẫn được nhưng mà là không hay các bạn. Ý với mình nói các bạn mình không nói không phải là gì mà mình nói để các bạn thấy cái lợi hại của hôm chặn để mình có động lực để mình tập nha các bạn, chứ mình ngoài ra không có gì hết. Rồi cái tập các bạn, ngón số 1 mình bấm dây 1 hàng kêu rồi, tiếp bấm chậm dây 2 2 1 kêu, bấm tiếp trên dây 3 3 2 1 3 2 1 1 2 3 kêu rồi, quá ok rồi. Ngón mình solo có thể mình bấm tắt dựng được để solo, có thể là thứ rồi. Cái ngón số 3 mình bấm lên dây 4 ở ngăn 7 4 như vậy nha. 3 dây này bấm vào ngăn 5 ha, 3 2 1 đầu ngón 3 mình bấm dây 4 ngăn 7 4 3 2 1 4 3 2 1 kêu hết rồi. Rồi các bạn mình bỏ cái ngón số 3 mình bấm lên cái dây 5 ngăn 7, ngón số 4 mình bấm vô dây 4 ngăn 7. Các bạn bấm có kêu không? Kêu bấm thì cứ buông lỏng ra, đừng có gồng cứng nó mỏi tay, nó bấm vô nó không kêu. Rồi bắt đầu mình vừa tay phải mình vừa bấm vô dây thì tay trái mình phải bấm vô. 5 4 3 2 1 kêu hết rồi. 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1 kêu ha. 1 2 3 4 5 ok. Kêu rồi. Buông ra ha, chứ mấy gồng cứng. Chứ mình không đánh cái tay mình không đánh nhưng mà tay mình gồng cứng, gồng lá nó mỏi cái mình đánh vô cái nó bị tịch. Rồi nó bị tịch. Rồi, kêu hết rồi bằng cái ngón số 1 mình chồm lên 6 dây luôn. 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 kêu hết rồi. 1 2 3 4 5 6. Kêu hết rồi là quá ok bạn. Đó. Rồi từ đây mình có hợp âm la thứ ngăn ở ngăn 5. Rồi mình tìm ví dụ la thứ. La thứ thì kéo vô tí xíu là la thăng thứ. Kéo vô là si thứ. Si đô nữa cùng là đô thứ. Đô thăng thứ, rê thứ, rê thăng thứ, mi thứ. Rồi từ son nè. Son kéo ra ngoài, từ la thứ chứ, kéo ngoài la thứ gián, son thứ, đây, son thứ gián hay là pha thăng thứ, rồi pha thứ, rồi mi thứ, nha bạn, đó, đó đây là cái thế, hôm chặn la thứ ngăn năm, mình bấm đây rồi bắt đầu mình mò ra được từng điểm hôm chặn cùng tung trong này hết, tính theo cung và nửa cung, la, si, đô, rê, mi, la, son, pha, mi. Nếu nằm ở giữa thì mình nói dán hai thằng cũng được. Rồi cái thế thứ hai thứ nữa các bạn mình vượt qua được thì mình chơi rất là ok, là cũng ở cái ngăn năm này các bạn mình bấm con số 1 bấm vô dây 5 dây 1 ngăn 5, con số 2 mình bấm vô dây 2 ngăn 6 kêu nha, dây 1 nè, số 1 ngăn dây 1 ngăn 5 kêu. Rồi cái ngón số 2 mình bấm vô dây 2 ngăn 6 nghe sát bên nè bạn à, kêu. Ngón số 3 mình bấm vô dây 3 ngăn 7 kêu, không cần biết tên hôm gì hết mà cứ bấm kêu đi rồi lát mình nói tên nó sau. Lại nào, dây 1, ngón số 1 bấm vô dây 1 ngăn 5, ngón số 2 bấm vô dây 2 ngăn 6, ngón số 3 bấm vô dây 3 ngăn 7. Rồi kêu hết rồi phải không? 3, 2, 1, 3, 2, 1, nói dây á, 3, 2, 1, 1, 2, 3 kêu hết rồi. Bắt đầu cái ngón số 3 mình bỏ, mình bấm lên dây 4 ngăn 7, ngón số 4 mình bấm vô dây 3 ngăn 7. Kêu hết ha. 4, 4, 3, 2, 1 này kêu hết rồi. Không bấm thì mình buông lỏng tay ra, bấm thì bấm vô. Cùng lúc cái dây cái tay phải mình đờn vô dây đờn thì cái tay trái mình bấm vô. Rồi, bắt đầu nó kêu hết 4 dây rồi không? Bắt đầu cái ngón số 1 mình nè, ngón số 1 ngón tỏ nó mình chồm lên. Dây 5. 5 4 3 2 1. Ngón tỏ mình đang đợt dây 5 ngăn 5 đó nha bạn. Đó, 5, 4, 5. Rồi kêu hết rồi. Mình chồm lên dây 6. Thế này thế rê thứ. Họ bấm rê thứ. Rê thứ chặn ở dây 5. Dễ bạn hay đó. Nói lại nè. Ngón số 1 mình bấm vô dây 1 ngăn 5. Ngón số 2
mình bấm vô dây 2 ngang 6, ngón số 3 mình bấm vô dây 3 ngang 7. Đây là thế rê thứ thế bấm tắt 3 giây để chơi solo. Rồi ngón số 3 mình buông mình lên, mình bấm trên dây 4 ngang 7, mình bỏ ngón số 4 vô dây 3 ngang 7, thế rê thứ thế bấm tắt 4 giây. Khi ngón tay phải mình không đàn, tay trái mình bấm hờ để mình ôm hờ trên dây đàn thôi, chứ không phải mình lúc nào cũng ôm cứng nhắc vô thì mình rất là mỏi tay, lúc mình bấm vô nó sẽ bị tịch. Nhớ nha bạn, tay phải và tay trái phải kết hợp nhuần nhuyễn, tay ra phải vừa đánh vô đàn thì tay trái bấm vô. 4 dây kêu rồi, bắt đầu cái ngón số 1 mình chồm lên dây 5 ngang 5, dây 5 gâu 5 á, đó. Đây là thế rê thứ 5 giây, luôn 6 giây không có gì sai hết. Thấy không? Rồi, các bạn mình bấm kêu hết rồi thấy ok quá dễ bạn rồi. Bây giờ từ cái thế rê thứ này mình tính theo cung và nửa cung, rê qua mi một cung thì mi mi thứ. Còn hậu âm này ở giữa này mình nói rê thăng thứ hay là mi thứ dán cũng được. Rê mi một cung, mà rê kéo qua tăng vô xíu là rê thăng thứ, mình nói ngược lại là mi thứ dán chẳng được. Rê mi vừa nói hậm chánh đó nha, rê mi cùng mi pha nửa cung thì pha sát bên, pha son một cung thì son thứ nằm đây, son la một cung thì la thứ nằm đây, nếu mà còn có gan nó kéo vô, nhưng mà rê vô đây nó si thứ mà nó khó rồi anh bỏ ăn. Rê thứ, rê mi một cung, mi thứ, mi pha nửa cung, pha thứ, pha son một cung, son thứ, son la một cung là thứ. Và từ rê thứ qua mi thứ, trong âm nằm giữa này mình nói rê thứ thăng hay là mi thứ dán vẫn được nha, tùy theo trường hợp, tùy theo cái tông nhạc mà mình nói tên của nó. Rồi từ rê thứ, rê thuộc về đô, rê đô một cung thì đô thứ ở đây, còn cái hợp âm ở đây thì nó sẽ là đô thăng thứ hoặc là rê thứ dán. Đô về si nửa cung thì si thứ nằm chỗ này, si về la một cung thì la thứ nằm chỗ này. Mình mới học đời mình học cái tông này rồi, nhưng mà ai mà khùng ngựa bấm vậy, nó có ngựa rồi buông ra bấm vậy nha bạn ha. Đó rất là dễ. Bắt đầu hôm nay thì mình chia sẻ bằng 2 cái thế bấm mà hợp âm chặn là la thứ và rê thứ, rồi từ tính theo cung nửa cung mình sẽ tìm ra tất cả những cái tông thứ trên cần đàn ở trong hợp âm chặn. Nhắc lại, la thứ cách bấm dây 1 ngang 5, dây 2 ngang 5, 2 1, dây 3 ngang 5 luôn, 3 2 1. Ngón số 3 mình bấm vô dây 4 ngang 7, mình sẽ đánh là 4 3 2 1, hàng đó kêu rồi. Bắt đầu mình chơi 5 giây thì cái ngón số 3 mình bấm lên dây 5 ngang 7, ngón số 4 này mình bấm vô dây 4 ngang 7, là thử 4 5 giây kêu rồi. Mình chơi cái ngón số 1 này chồm lên dây 6 ngang 5 luôn, cho nhầm đóng một cái chặn này rồi dày mình có là thứ đầy đủ 6 giây. Rồi từ đây mình tính theo cung nữa, cung mình phăng ra phăng vô mình có những cái hộp âm thứ khác. Rồi cái thế thứ hai nữa, thứ nữa là con số 1 bấm vô dây 1, ngón số 2 bấm vô ngón số 1 bấm vô 1 ngang 5, ngón số 2 bấm vô dây 2 ngang 6, ngón số 3 bấm vô dây 3 ngang 7, mình có thế rê thứ 3 giây. Rồi ngón số 3 mình bỏ, mình bấm lên dây 4 ngang 7, ngón số 4 mình bấm vô dây 3 ngang 7, mình có thế rê thứ bấm tắt 4 giây. Khúc mà không bấm thì buông ra bấm hờ thôi, chứ đừng bấm cứng nhắc, mỗi tay bấm lắm mình bấm vô nó kêu. Rồi kêu rồi, ok rồi, các bắt đầu mình cái ngón số 1 này mình chồm lên dây 5 ngang 5, mình bấm suốt lên, mình có thế rê thứ 5 giây. Rồi mình chờ mình 6 giây cho bảnh. Đó, ha, đó. Rồi từ cái rê thứ này mình tính theo cung và nửa cung, rê mi một cung thì mình có mi thứ, mi pha nửa cung mình có pha thứ, pha son một cung, một cung trong guitar này nó 2 ô nha, kéo vô son thứ, son la một cung, một cung 2 ô kéo đây có la thứ,
đó, rồi từ rê qua mi một cung, cái hộp âm nằm giữa này mình nói là rê thăng thứ, mi thứ dáng vẫn được. Rồi từ rê mình thuộc về đô, đô về si, si thứ về la thứ một cung thì la thứ sẽ nằm ở đây. Nhưng mà lúc này có ngựa rồi, mình buông ra mình bấm vậy. Cái hộp âm mà thân quen là mình mới học đàn, mình phải biết mình tập á các bạn. Rồi các bạn mình cố gắng tập chứ bạn, cố gắng tập. Đây cái bước học đàn này nó có từng cái bước ngoặt mình phải vượt qua. Mình chơi hôm đầu đầu cành, các bạn mình chơi rất quen rồi nha. Đó la rê son đô à, đó rồi mi rồi la này cái đó. Hôm nay mình chia sẻ bằng cái cách mình tập bấm ở hôm chặn. Sao mình không chia sẻ bằng bấm ở chỗ này? Chỗ này thì những cái khoang, những cái ô vậy nó hay thưa, mình tập chia sẻ bằng cái cách ở giữa cành ràng để cho nó không phải xa quá gì dễ tập. Rồi từ đây mình tập quen rồi mình phân ra phân vô mình tính ha. Đó. Cố gắng tập nha bạn. Các bạn mình được bấm được dặn rồi thì nó sẽ qua một bước nữa thì mình sẽ chơi đàn, nó sẽ tiến bộ hơn nhiều nữa. Các bạn mình đừng có nản. Mình nói với các bạn mình cố gắng tập nha, đừng có nản nữa chừng. Hồi đó mình học cũng vậy. Lúc mà bấm mà buông ngoài dễ quá. Tới bấm hôm dặn cái bấm kiểu kịch kỳ quá. Cái mình nản cái bụng mà ráng. Rồi cái đầu tập được cái sướng vô cùng luôn. Này mà mình chơi những cái điệu giật thì mình chơi hôm dặn rất là hay. Sướng các bạn. Rồi, thôi các bạn mình cố gắng tập nha. Lần sau mình chia sẻ bằng hộp âm chặn mà trưởng. Rồi từ trưởng thứ bạn muốn tạo hộp âm 7, hộp âm 9, hộp âm 6 rất là dễ các bạn. Dễ vô cùng. Ví dụ la thứ, muốn có la thứ 9 mình bấm vô cái nốt si. La si do re mi fa son la. Chính là cái nốt thứ là nếu mà nó nằm ở trong quan tám thì nó sẽ là la sus hai, nằm ra ngoài thì la thứ 9. Chẳng có gì các bạn. 7 thì la si do re mi fa son thì nó son. Có la thứ 7 ở giờ hàng đó. Quan trọng là lúc đầu các bạn mình phải bấm được hộp âm chặn ha, rồi còn thứ trưởng ha, mấy cái màu sắc này kia đưa vô thì cái ngón út mình bỏ vô là có hết. Thôi mình xin phép nghỉ đi. Chúc tất cả các bạn mình tập đàn mau thành công nha.